chào anh em. Mình là Hải, bên Thảo Mobile. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em ba dòng sản phẩm Sky đang được anh em quan tâm nhất trong những ngày qua, đó là Sky A900, Sky A91 và Sky A890. Mình sẽ giới thiệu Sky A900. Đến màn hình 5.6. Lời từ camera trước là 2.3, camera sau là 13 chấm. Chiều dạng thiết kế đẹp, có tính năng chuột thông minh. Sau đây sẽ đi chi tiết về vân tay, nhận dạng vân tay. Đây, chúng ta vuốt 4 lần. Đây, sau khi 4 lần chúng ta sẽ bấm hình bằng vân tay. Sau đó có tính năng chuột thông minh. Chúng ta thì thông minh. Trong này có rất nhiều tính năng khác, nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu tính năng của chuột thông minh. Đây. Thử lõi từ 2.5 độ mạnh, đạt được cả game nặng cũng như được web Facebook do cho ra mình thử tài tính năng chụp hình. Đây đi màn hình ạ. Và sau đây camera. Đời Sky A900 tại Nguyễn Thảo Mobile đang có hai màu. Thứ nhất là màu đen hay còn gọi là màu tím, màu chuột. Đây là màu trắng. Đây là màu trắng. Hiện nay chúng tôi đang bán cái sản phẩm này có 3 giá. Thứ nhất là 1.490.000, thứ hai là 1.890.000 và thứ ba là 2.390.000. Thời gì có 3 giá là như thế nào và tại sao có 3 giá? Vì chúng tôi về nguyên lô Sky 900 nhập từ Hàn Quốc, sẽ có máy hơi trời nhẹ và máy đẹp và máy hàng nguyên hộp. Bây giờ sau khi chúng tôi test, cái nào lỗi sẽ loại ra, còn cái nào hơi trời nhẹ bây giờ sẽ bán về giá là 1.490.000. Không phải vì lỗi mà bán rẻ, mà hơi chạy nhẹ bán rẻ. Mọi tính năng đều ok, dân tay ok, phone app cũng như cả tính năng khác và ok. Hiện nay sản phẩm 95% đang bán giá là 1.490.000 và 99% máy đẹp đang được bán giá là 1.890.000, có phụ kiện sạc cáp và tặng anh em bị nhãn cơ ngực. Và thứ ba là sản phẩm nguyên hộp, còn có 2 cục pin và đốc sạc. Đây, sắt hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt. Anh em có thể tham khảo và cảm giác các tính năng.
tóc giả chung cho pin sơ cua. Sản phẩm K900 Hanwoo Box đã được bảo hành 12 tháng toàn quốc, gồm có Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Hiện nay chúng tôi có tính năng ship code, có nghĩa là sau khi anh em đặt hàng, kiểm hàng rồi thanh toán tại nhà rất an toàn, tiện lợi, nhanh chóng. Thứ hai, mình muốn giới thiệu sản phẩm Sky 890 với anh em. Sản phẩm Sky 890 với màn hình 5 inch. Có vân tay, và có chuột thông minh. Với người tiên nhập là đẹp. Sản phẩm này RAM 3GB, nhớ trong 32, camera trước 2.3 và camera sau 13 chấm. Rất sắc nét. Nó sẽ có hai màu đen và màu trắng. Sản phẩm này đang được bán với giá là 1.890.000 cho máy 95%, có nghĩa là nó hơi trai xước. Thì lấy đi thế với nó trai xước hiện như thế nào và tại sao lại bán rẻ như vậy? Mọi tính năng đều ok, tân tay, chuột thông minh, sóng ok hết. Và sản phẩm thứ ba mình giới thiệu tới anh em đó là Sky 910. Bên Nguyên Thắng Mobile hiện nay đang có 3 màu riêng. Màu chủ đạo là màu đen và màu trắng. Màu đen có riêng bạc, riêng đỏ, riêng vàng. Còn màu trắng có riêng hồng, riêng bạc. Đấy, mình xử lý chi tiết về viền màu đỏ rất tiết kiệm, rất đẹp. Sky 890 thiết kế tương tự như Sky 870 nhưng với cấu hình RAM 3GB cùng nhiệt sóng 32, kiểu dáng rất đẹp. Hiện nay 3 dòng Sky 890, A900 và A910 có thể support tới Android 7.1. 7.1 có sự khác biệt với là 4.2 như thế nào? 7.1 thứ nhất là pin ok hơn, thứ hai xem YouTube hỗ trợ chế độ cao hơn, và thứ ba chụp hình quay phim rõ nét hơn. Đây là cả cái sản phẩm của chúng tôi. Mời anh em đặt hàng, hiện nay đã có giá tốt. Hôm nay mình làm livestream có quà tặng cho anh em, đó là miếng dán cường lực dán ốp lưng. Đây Sky 910. Mời anh em nhanh tay đặt hàng. Nếu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ghé hai địa chỉ, đó là số 33 Lạc Minh Thắng, phường 12-11, thành phố Hồ Chí Minh, gần trường Bưu Phú Thọ, và địa chỉ thứ hai là 111 Đặng Dân Ngữ, phường 14 quận Phú Nhuận, gần công viên Hoàng Văn Thụ. Nếu anh em ở xa, chúng tôi sẽ ship code khi nào anh em nhận hàng, kiểm hàng, sau đó thanh toán tiền.